Trong truyền thuyết đô thị của Mỹ có một trang trại vô cùng thần bí. Kể từ sau khi một người tên Terry sở hữu nó vào năm 1994, mảnh đất này đã qua 3 lần đổi chủ và mỗi người chủ trang trại đều đã trải qua rất nhiều sự việc vô cùng khó tin. Trong đó bao gồm những sự kiện huyền bí, yếp âu, hồn ma, thậm chí là người sói nữa. Do những việc như thế này xảy ra liên tục, vì vậy còn kinh động đến cả các học gia đến điều tra. Và rồi họ đã phát hiện ra càng nhiều hiện tượng không thể giải thích nổi tại đây. Ví dụ như đo thấy từ trường bất thường, đào được xương của những sinh vật chưa xác định, phát hiện một lượng lớn bò bị chặt chân, thậm chí còn nhìn thấy lối vào của chiều không gian lạ thường. Có lẽ chính vì nơi đây đã xảy ra quá nhiều chuyện kỳ quái, sau đó thậm chí còn làm kinh động đến cả lầu Năm Góc. Điểm quan trọng là căn cứ theo cách nói của người tham gia cuộc điều tra là tiến sĩ Colm Kelleher, trong cuốn sách Những Skinwalker ở lầu Năm Góc, cuối cùng lầu Năm Góc còn điều tra họ trong hơn 2 năm mới thu được 100 tài liệu nghiên cứu rồi liệt vào cơ mật. Và khi ông ấy muốn xuất bản sách giới thiệu những phát hiện không bị liệt vào cơ mật, lầu Năm Góc còn yêu cầu cô phải thay đổi hết tên những người trong sách thành tên giả, trừ tên ông ta ra. Không chỉ là tên người bị đổi, ngay cả đến trước khi sách xuất bản mà lầu Năm Góc còn phải xem xét kỹ cuốn sách trong tận 14 tháng. Mãi cho đến 11 tháng 5 năm 2021, cuối cùng mới đồng ý tài liệu vụ án số 20SB0058 có thể xuất bản. Các bạn cần biết rằng lầu Năm Góc không phải là một đơn vị bình thường. Năm xưa khu 51, nơi vốn được đồn đại suốt 61 năm, chính là trực thuộc Bộ Quốc phòng. Nói cách khác, chắc chắn có điều gì đó bất thường ở đây, nếu không thì lầu Năm Góc sẽ không tham gia vào điều tra. Tuy nhiên, dù cho cuốn sách này đã bị lầu Năm Góc biên tập qua rồi, nhưng trong sách vẫn ghi lại rất nhiều câu chuyện thần bí, ngay cả đến tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Thậm chí cho đến nay, vẫn có nhóm nghiên cứu đang tiến hành điều tra tại đây. Nếu như bạn từng cho rằng tam giác quỷ Bermuda và khu vực 51 là những địa điểm bí ẩn lắm rồi, vậy thì video ngày hôm nay chắc chắn sẽ lật đổ nhận thức của bạn. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nói về trang trại Skinwalker. Ở phía đông bắc bang Utah, Mỹ, có một mảnh đất bị lời nguyền. Nó được người dân địa phương gọi là trang trại Skinwalker. Và khoảng hơn 200 năm trước, người Navajo thổ dân châu Mỹ đã sống tại đây. Kể từ thế kỷ 15, hết thế hệ này đến thế hệ khác đều sinh sống trên mảnh đất này. Cho đến thế kỷ 19 trở đi, một dân tộc bản địa khác gọi là người Ute đã đến nơi đây, chiếm đóng vùng đất của người Navajo, thậm chí còn bắt cóc họ bán cho người Mỹ làm nô lệ. Vì vậy, sau một cuộc giết chóc lẫn nhau, người Navajo đã đau buồn rời đi. Nhưng trước khi họ rời đi, những Samaden người Navajo đã nguyền rủa nơi đây và triệu tập các Inolusi đến. Inolusi dịch ra có nghĩa là Skinwalker, ý là người đi bằng bốn chân. Hóa ra trong văn hóa của người Navajo, ngoài những Saman giao tiếp được với thần linh ra, còn có Saman đen. Họ không những có thể giao tiếp với thần linh, và lúc cần thiết, thậm chí còn có thể sử dụng phép thuật, khoác lên mình tấm da động vật. Lúc này thì Saman đen sẽ hóa thân thành phiên bản khổng lồ của động vật đó, đồng thời mượn sức mạnh thần bí của thần thú để tiêu diệt người làm hại họ, và họ chính là Skinwalker. Và thế là từ thời khắc đó, người Ute thường xuyên bị Skinwalker quấy nhiễu. Cho đến lúc không thể chịu đựng được nữa, người Ute đã lựa chọn rời đi, mảnh đất này lại trở lại yên bình. Và quãng lịch sử kinh hoàng này, cùng với thời gian qua đi, cũng trở thành một truyền thuyết đô thị. Năm 1933, một gia tộc tên là Myers đã mua lại mảnh đất này, nhưng lại bỏ hoang nó do một nguyên nhân không rõ nào đó. Cho đến năm 1994, một đôi vợ chồng trẻ đã mua lại chỗ này, và rồi cuối cùng họ đã phát hiện tại sao chủ trang trại trước vẫn luôn không muốn phát triển nơi đây. Bởi vì truyền thuyết trong quá khứ không phải chỉ là những câu chuyện, mà là những cơn ác mộng kinh hoàng thực sự tồn tại. Terry Sherman là một nhà chăn nuôi bò Angus xuất sắc. Năm 1982, anh kết hôn với vợ mình là Gwen Sherman. Sau khi kết hôn, hai người đã sinh được một cậu con trai Ted Sherman và một cô con gái Kate Sherman. Năm 1994, thấy các con cũng đang lớn dần và trong tay có sẵn một món tiền dư giả sau mấy năm làm việc vất vả, Terry quyết định mua đất, tự mình trở thành chủ trang trại. Và rồi rất nhanh sau đó, họ đã nhắn được một mảnh đất ở bang Utah với diện tích 500 mẫu Anh, giá chỉ bằng một nửa giá thị trường. Mặc dù lúc đó hai vợ chồng nhận thấy khu đất ở trong giai đoạn bị bỏ hoang, thêm vào đó là họ không hiểu vì sao mỗi cánh cửa ra vào và cửa sổ trong ngôi nhà duy nhất ở giữa mảnh đất đều bị khóa bằng những chiếc khóa cửa lớn. Hơn nữa những ổ khóa này không chỉ khóa bên ngoài, mà đồng thời nó cũng đã khóa cả bên trong. Cảm giác như cả trong ngoài căn nhà đều có thứ khiến cho người chủ trang trại trước rất sợ hãi. Khắp bốn phía trang trại còn có dây xích sắt khổng lồ bao quanh. Lúc đó, người vợ quen còn nói đùa rằng xem ra chủ trang trại cũ còn có một con chó săn rất lớn nữa. Không chỉ trang trại có những dấu hiệu kỳ lạ, ngay ngày mua mảnh đất, người chủ cũ còn viết trong hợp đồng là từ nay về sau, bất kể chủ sở hữu mảnh đất này là ai, đều không được phép đào bới mảnh đất. Dù là như vậy,
hai vợ chồng vẫn rất vui vẻ ký hợp đồng, và nguyên nhân chỉ có một, đó là trang trại này quá rẻ. Lúc này, hai vợ chồng đã bị viễn cảnh tương lai sẽ có cuộc sống phát triển tuyệt vời tại đây mê hoặc, nào còn quan tâm nhiều thế làm gì chứ. Và thế là vài tuần sau khi mua đất, cả gia đình Sherman đã chuyển đến đây trong niềm vui háo hức. Tuy nhiên, vào đúng ngày đầu tiên chuyển nhà, sự việc kỳ lạ đã xảy ra. Tháng 8 năm 1994, Terry đã đưa cả nhà từ New Mexico chuyển đến trang trại Skinwalker ở Utah. Cũng như ba người chuyển nhà khác, đây chắc chắn sẽ là một ngày rất bận rộn. Nhưng Terry và vợ mình, Gwen, lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Lúc này đây, họ đang rất hài lòng ngắm nhìn trang trại trước mắt. Tuy nhiên, ngay lúc hai vợ chồng đang đắm chìm trong khát vọng tương lai tươi đẹp, cậu con Tessman đột nhiên nói, đó là cái gì vậy? Hai vợ chồng nhìn theo hướng tay con trai chỉ, thì lại nhìn thấy một sinh vật khổng lồ. Là sói sao? Người vợ Gwen hỏi. Do trước đây Terry từng nuôi gia súc, cho nên việc bắt gặp một con sói đối với anh ấy mà nói không phải chuyện gì kỳ lạ lắm. Nhưng ngay sau đó, Terry phát hiện, con sói trước mắt đây không phải loại sói bình thường. Nó đang di chuyển tiếp cận họ theo phương thức hình chữ S. Cho đến khi khoảng cách chỉ còn khoảng 45m, Terry mới phát hiện con sói này to lớn khổng lồ. Do phía sau con sói khổng lồ có một hàng rào, dựa vào khoảng cách giữa các hàng rào, Terry có thể suy luận ra con sói này dài phải 2m trở lên, gấp 3 lần sói thông thường. Dưới ánh trăng chiếu rọi, Terry còn có thể nhìn rõ con sói khổng lồ có đôi mắt màu xanh đậm. Khi nó nhìn bạn, dường như còn có thể nhìn xuyên thấu linh hồn của bạn vậy. Lúc này, con sói khổng lồ đã đến trước mắt. Nó dường như không hề có chút ác ý nào, thậm chí còn vẫy đuôi vui mừng nữa. Tuy nhiên, ngay khi gia đình Terry đều cảm thấy hóa ra nó cũng là sinh vật dễ thương như vậy, thì sói khổng lồ bèn nhảy vụt đến gần hàng rào và với tốc độ nhanh như chớp cắn vào đầu một trong những con bò Angus ở đó. Lúc này, bao nhiêu là máu tươi phun ra từ động mạch của bò. Gwen cùng lũ trẻ hét lên ầm ĩ, còn Terry thì lại theo bản năng lao trở lại xe, rút khẩu súng của mình bắn thẳng 3 phát vào con sói khổng lồ. Đúng là Terry có kinh nghiệm, 3 phát súng đều bắn trúng con sói. Nhưng điều kỳ lạ là con sói không những không buông miệng, thậm chí còn không chảy chút máu nào, cứ giống như nó không bị trúng một viên đạn nào vậy. Và đúng lúc Terry đang chuẩn bị bắn tiếp, sói khổng lồ đột nhiên miễn cưỡng buông miệng ra, con bò bị cắn ngay lập tức khuỵu xuống. Nhưng giờ thì Terry không thể nào bước đến kiểm tra vết thương của bò được, bởi vì sói khổng lồ đang đi về phía anh ta. Hơn nữa bước đi rất vững vàng, dường như có thể khẳng định là nó không bị thương. Nhìn thấy con sói ngày càng đến gần, Terry lại chạy về xe, lấy ra khẩu súng trường mạnh hơn. Khi đạn được bắn ra, Terry thậm chí còn nghe thấy tiếng đạn găm vào xương con sói khổng lồ nữa. Lúc này thì cuối cùng con sói cũng dừng bước, quay đầu bỏ đi. Terry lập tức nhận ra rằng mình tuyệt đối không thể để con sói khổng lồ này chạy được. Dù gì thì sau này cả gia đình họ còn phải sống ở đây nữa. Con sói này không chỉ uy hiếp đến sự an toàn của họ, thậm chí còn tấn công tài sản của họ nữa. Các bạn cần biết rằng bò Angus rất đắt, sao có thể trở thành bữa tối của sói khổng lồ được chứ? Vì vậy, Terry cùng con trai mang theo súng đuổi theo sói. Thế nhưng tốc độ con sói di chuyển quá nhanh, chỉ trong chốc lát thôi đã biến mất vào trong khu rừng phía sau. May mà ngày hôm đó vừa mưa xong, dấu chân con sói in trên đất bùn, giúp cho cha con Terry có thể tiếp tục tìm kiếm. Nhưng đến chỗ cách con suối 22m, dấu chân sói bỗng nhiên biến mất. Điều này có nghĩa là kể cả dù cho con sói này không phải nhảy một bước là qua suối, thì ít nhất nó cũng đã nhảy xuống suối rồi. Điều này gần như là không thể. Các bạn cần biết rằng là 22m cơ đấy. Nhưng thứ còn khó tin hơn nữa đó là ngay sau khi con sói lên bờ 10m thì dấu chân của nó hoàn toàn biến mất. Càng khó tin hơn nữa là sau đó Terry phát hiện mặc dù con sói bị trúng 7 viên đạn, vậy mà trên cỏ không có dấu vết một giọt máu nào cả. Mà đây mới chỉ là đêm đầu tiên của gia đình họ mà thôi. Lúc đó họ không bao giờ tưởng tượng được rằng từ hôm đó trở đi, cơn ác mộng của họ mới sắp bắt đầu. Sau cú sốc kinh hồn ngày đầu tiên, sáng sớm hôm sau, Terry lập tức lái xe đến thị trấn và báo cảnh sát địa phương chuyện đã xảy ra đêm qua. Thế nhưng cảnh sát nghe xong, chỉ nhún vai nói với Terry rằng, ngoài trường hợp vào 70 năm trước, từng có người bảo an nói có sói ẩn hiện ra, đã mười mấy năm ở đây, không có ai nhìn thấy sói nữa rồi. Lúc đó sau khi nghe xong, Terry liền thấy nhẹ nhõm hẳn, bởi vì anh ta cho rằng sói khổng lồ hôm qua rất có thể là thú hoang đơn độc, và giờ thì nó cũng biết sợ, chắc chắn sẽ không quay lại nữa. Tuy nhiên, chuyện không như mong đợi. Mấy ngày sau đó, Gwen, vợ của Terry, vào thị trấn mua nhu yếu phẩm. Khi đang trên đường trở về, thì phát hiện phía sau có xe đang lao tới rất nhanh, và thế là cô ấy lái xe tấp vào phía lề đường, muốn cho xe sau vượt qua. Nhưng đúng lúc đối phương chuẩn bị vượt lên, Gwen đột nhiên phát hiện, thứ muốn vượt cô ấy lại không phải là xe, mà chính là con sói khổng lồ cô gặp đêm hôm đầu tiên đến. Lúc này Gwen hoảng hốt, đạp ga tăng tốc muốn bỏ chạy thì phát hiện tốc độ của con sói cực nhanh. Dù cho lúc đó cô đã tăng tốc lên 80 km/h, mà sói khổng lồ vẫn đang chạy bên cạnh cô.
cho đến một ngã ba đường, quen lựa chọn rẽ vào con đường nhỏ bên phải, mới dần dần rời xa khỏi con sói. Có thể hình dung được, chuyện vừa trải qua đã khiến cho Quen sợ hãi tột cùng. Vì vậy, sau khi bình tĩnh lại một chút, Quen quay trở lại thị trấn và tường thuật lại với cảnh sát sự việc vừa xảy ra. Trong suốt quá trình kể lại sự việc, Quen vô cùng xúc động và nói rằng: "Các anh có tin được không? Tốc độ của nó còn có thể nhanh đến 80 km/h. Khi nó song song với tôi, nó thậm chí còn phải cúi đầu xuống nhìn tôi." Thế nhưng dù cho Quen nói trong xúc động tràn trề, cảnh sát tại đó cũng không thể nào tin được, bởi vì cô ấy không có chứng cứ có thể chứng minh được sự tồn tại của con sói. Vì vậy, không có chứng cứ nên Quen đành buồn bã rời đi. Thế nhưng cả gia đình nhà Sherman không định cứ sống mãi trong nỗi sợ sói khổng lồ, nên sau đó họ quyết định phải phấn chấn lên, giết chết con sói khổng lồ này. Nhưng họ đâu biết rằng, đây chắc có lẽ là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của họ. Sau hàng loạt các cuộc tấn công, người trụ cột trong gia đình là Terry đã vạch ra hàng loạt kế hoạch. Trước tiên, anh cần bảo vệ sự an toàn cho mình và gia đình đã. Tiếp theo đó là phải đặt bẫy, nghĩ cách để bắt hoặc giết được con thú hoang. Và thế là Terry chạy vào thị trấn, mua rất nhiều dụng cụ. Trong đó có một máy khoan đất dùng để đào hàng rào. Terry dùng nó để đào thêm hố và dựng thêm hàng rào trước nhà. Thời gian trôi qua rất nhanh, trước mắt đã hết buổi sáng rồi. Terry quyết định về nhà ăn trưa nghỉ chút đã. Lúc đó, anh ta đã đặt chiếc máy khoan đất bên cạnh gốc cây lớn trước cửa. Nhưng thật kỳ lạ, khi Terry ăn trưa xong quay lại, máy khoan đã biến mất tiêu rồi. Và thế là anh ta lập tức tìm kiếm xung quanh cây, thậm chí còn hỏi mọi người trong nhà xem có ai nhìn thấy máy khoan không, nhưng không một ai thấy cả. Điều kỳ lạ là mấy ngày sau, Terry lại nhìn thấy chiếc máy khoan của mình nằm trên một cái cây cao 4 mét ở đầu bên kia của bãi cỏ. Không chỉ máy đào biến mất hút rồi xuất hiện trở lại. Có một lần, Gwen vợ Terry đi siêu thị và mua rất nhiều thực phẩm về. Về đến nhà thì cô ấy đem đồ phân loại rồi cho vào tủ lạnh và về phòng nghỉ ngơi. Nhưng đến tối khi chuẩn bị nấu bữa tối thì lại phát hiện đồ cô ấy mua sao vẫn nằm nguyên trong túi. Lúc đó Gwen rất sững sờ, trong lòng không ngừng nghĩ, chẳng phải mình đã cất hết đồ đi rồi sao? Và thế là Gwen tức giận hỏi từng người một trong nhà, vì cô ấy cho rằng chắc chắn có người đang trêu mình đây. Lúc này Terry mới chợt nhận ra và nói ra chuyện mấy hôm trước, cái máy khoan biến mất rồi sau đó thấy nó trên một cái cây rất cao. Có thể thấy những chuyện kỳ lạ này không phải trò đùa của trẻ con. Lúc này thì hai vợ chồng cuối cùng cũng nhận ra tình hình có gì đó kỳ quái. Một đêm nọ, đúng lúc Terry đang chuẩn bị đi ngủ, anh đột nhiên phát hiện có ánh đèn chiếu ra từ trang trại. Lúc đó thì Terry cho rằng có người lái xe xông vào trang trại. Sự việc như thế này vẫn thường xảy ra. Có lúc là các nhóm trẻ đến hẹn hò, có lúc là những người thợ săn trái phép đến săn bắn. Và thế là Terry chạy ra khỏi nhà, tiến về phía có ánh đèn. Lúc này, trước tiên anh phát hiện trong không khí lan tràn một mùi kim loại rất kỳ lạ. Hơn nữa, dù ngày càng tiến gần hơn đến chiếc xe rồi, nhưng anh ta lại không nghe thấy tiếng động cơ hoạt động, cũng không nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe, mà chỉ nhìn thấy hai đèn xe chiếu cực sáng. Và đúng lúc sắp nhìn rõ chiếc xe, bất ngờ chiếc đèn xe cứ liên tục lùi về phía sau. Nhìn thấy chiếc xe sắp đâm vào hàng rào đến nơi rồi, Terry hét lớn lên, dừng lại, dừng lại. Nhưng đèn xe vẫn lùi về phía sau. Cho đến lúc sắp tông vào hàng rào, thì đèn ô tô bỗng nhảy một phát, bay lên bầu trời. Lúc đó, Terry chết lặng. Anh ta không ngừng suy nghĩ làm sao mà xe lại có thể bay lên trời được vậy. Càng kỳ dị hơn nữa là, kể từ tối hôm đó, cả nhà Sherman thường xuyên nhìn thấy đèn xe trên bầu trời. Có lúc thì nó là hình dáng đèn thông thường, có lúc sẽ là hình chữ V, thậm chí còn từng xuất hiện hình tam giác. Cái này đối với chúng ta hiện nay mà nói thì chẳng phải chính là UFO sao? Không chỉ là xuất hiện UFO, mấy ngày sau, những con bò trong trang trại của Terry đột nhiên bắt đầu chết hàng loạt. Điều đáng chú ý là, những con bò chết này không bị bệnh gì, mà là bị cắt bỏ nội tạng một cách khó hiểu mà chết. Có con thì bị cắt mắt, có con thì bị cắt vú, thậm chí còn có con bị cắt bộ phận sinh dục. Trọng điểm là, khi anh ta kiểm tra những con bò này, không những phát hiện chỗ vết thương của chúng rất nhẵn, tại hiện trường thì đến một giọt máu cũng không tìm thấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, sau hàng loạt sự kiện kỳ lạ cứ xảy ra liên tiếp, hai vợ chồng Sherman đã sắp gục ngã đến nơi rồi. Họ bắt đầu kể lại những chuyện mình gặp phải cho truyền thông, hy vọng rằng thông qua các phương tiện truyền thông lan truyền sẽ có người nói được cho họ biết mảnh đất của họ rốt cuộc làm sao vậy. Sau đó, do các phương tiện truyền thông đưa tin, trang trại Skinwalker đã thu rất nhiều sự chú ý. Có một số người cho rằng sự xuất hiện của gia đình Sherman đã làm phiền đến những Skinwalker, cho nên mới gặp hàng loạt các lời nguyền như vậy. Có người thì cho rằng có thể họ đã gặp phải người ngoài hành tinh. Cũng có người tin rằng gia đình Sherman chính là kẻ lừa dối. Và cho dù công chúng có nghĩ gì đi chăng nữa, điều duy nhất không thay đổi đó là những chuyện kỳ quái vẫn tiếp tục xảy ra. Vì vậy mỗi khi đêm đến, Terry sẽ mang một chiếc ghế xếp ra cùng khẩu súng trường của mình và ba chú chó săn ngồi canh gác trang trại.
Một khi có gió thổi cỏ lay thì anh ấy đều lo lắng đi tuần tra xung quanh. Cuối cùng vào một đêm nọ, Terry bỗng phát hiện ra chiếc đèn xe quen thuộc. Mà lần này, đèn xe đã dừng lại trên bãi cỏ. Từ xa Terry đã nhìn thấy bên cạnh đèn xe có hai người đứng đó. Và thế là anh ấy chộp lấy súng trường, đem theo ba chú chó săn đuổi tới. Và rồi khi anh ta chạy về phía mục tiêu, trên trời đột nhiên xuất hiện một cấu trúc màu cam khổng lồ. Lúc này nó đang ngày càng lớn lên. Do cảnh tượng quá đỗi chấn động, vì vậy Terry đã dừng lại nhìn thật kỹ. Anh ta thậm chí còn giương súng trường lên và chỉ ống ngắm vào kết cấu hình cam. Dù ngạc nhiên khi phát hiện, dường như ở chính giữa kết cấu màu cam có một khoảng trời xanh. Điều này rất kỳ quái, vì giờ rõ ràng là ban đêm. Và cùng thời khắc mà Terry đang không dám tin đó, thì lại nhìn thấy hai đĩa bay bay ra từ kết cấu và cùng ánh đèn xe vừa rồi bay về phía khu rừng. Hóa ra cấu trúc màu cam là một cánh cổng giữa các vì sao, nó liên kết hai nơi khác nhau lại. Nhưng vấn đề là tại sao cánh cổng giữa các vì sao mà lại mở ra trong trang trại Skinwalker chứ? Tất nhiên lúc này thì Terry chẳng quan tâm được nhiều như thế. Anh ta nghĩ chính vì đám người ngoài tinh chết tiệt trước mắt đây, những con bò Angus của anh ta mới chết liên tục như vậy. Và thế là tức giận không chịu nổi nữa, anh ta đã mang theo chó săn của mình đuổi theo. Thế nhưng đúng lúc sắp bước vào rừng thì một loại sợ hãi khó hiểu khiến Terry dừng bước. Nhưng mà chú chó săn của anh ta thì đã xông thẳng vào rừng mất rồi. Vì vậy chẳng còn cách nào khác, cuối cùng Terry cũng vào rừng. Lúc này đây, trong rừng ngập tràn một loại mùi khét nồng nặc. Terry lo lắng gọi tên chú chó săn nhưng không thấy bất cứ phản hồi nào cả. Ngay cả đến vật thể bay thần bí vừa rồi cũng đều không thấy bóng dáng đâu nữa. Và thế là cuối cùng, anh ta quyết định về nhà trước đã, đợi sau khi mặt trời mọc rồi quay lại tìm tiếp. Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa sáng, Terry mang theo súng trường vào thẳng trong rừng. Nhưng điều khiến anh ta không ngờ đến được đó là cuối cùng, anh ta lại phát hiện một đám tro tàn ở nơi sâu trong rừng. Trong đám tro tàn đó, Terry nhìn thấy chiếc vòng cổ kim loại quen thuộc. Lúc này thì cuối cùng Terry cũng ý thức được sự nguy hiểm của trang trại Skinwalker đã không phải chuyện mà những người bình thường như họ có thể đối phó được nữa rồi. Vì vậy, sau mấy tiếng bình tĩnh lại, Terry đã tập hợp mọi người trong gia đình lại. Họ quyết định phải bán trang trại thôi. Do trước đó, trang trại đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Vì vậy, khi Terry quyết định bán trang trại đi thì lập tức đã lên tiêu đề báo địa phương. Tuy nhiên dù có rất nhiều người quan tâm theo dõi sự kiện này, nhưng chẳng có ai dám tiếp quản trang trại Skinwalker, ngoại trừ Robert Bigelow, một ông trùm bất động sản. Hóa ra từ nhỏ, Robert đã rất quan tâm đến các sự kiện kỳ bí và người ngoài hành tinh. Thậm chí sau khi thành công, còn bỏ ra rất nhiều tiền thành lập Viện Nghiên cứu Khoa Khám phá Quốc gia, chuyên điều tra các hiện tượng siêu tự nhiên, đồng thời mời Colm Kelleher, tác giả cuốn sách này, làm phó giám đốc viện nghiên cứu. Tại lễ khai trương viện nghiên cứu, ông Colm nói, thứ mà chúng tôi nghiên cứu không phải người ngoài hành tinh, mà là tất cả mọi hiện tượng dị thường. Rất nhiều người cho rằng hai vấn đề này là một, nhưng chúng tôi vốn không cho là như vậy. Sau khi thành lập viện, ông Colm đã điều tra rất nhiều sự kiện thần bí, và rồi họ chú ý thấy rằng mọi sự kiện thần bí dường như đều có thể truy ngược về trang trại Skinwalker. Vì vậy, ông bầu Robert quyết định mua trang trại, đồng thời cố gắng thông qua phương thức khoa học để giải mã bí ẩn về những sự kiện kỳ bí trong trang trại này. Nhưng sự thật đã chứng minh tình hình trong trang trại sớm đã vượt quá phạm trù khoa học. Căn cứ theo cách nói của tiến sĩ Colm, khi tỷ phú Robert tìm đến ông mời lãnh đạo về nghiên cứu khoa học khám phá quốc gia, ông ấy đã hơi do dự. Mặc dù bản thân ông rất quan tâm đến sự kiện kỳ bí, nhưng dù gì thì bản thân cũng là một tiến sĩ hóa sinh tốt nghiệp đại học College Dublin. Sao có thể đột ngột chuyển nghề sang nghiên cứu hiện tượng bất thường được chứ? Điều quan trọng nhất là, thông qua nhiều năm điều tra của mình, ông phát hiện, thực ra rất nhiều sự kiện kỳ bí đều là do người tạo ra. Nếu như mình tham gia vào nghiên cứu thật, quay đầu lại có thể là lãng phí thời gian thôi. Cho đến khi một người bạn tiến sĩ nói với ông ấy rằng, nếu như anh muốn câu một con cá lớn, cái tốt nhất chính là đến những vùng biển mà chưa có ngư dân nào tới. Có nghĩa là, nếu anh muốn xác định tính chân thực của sự kiện thần bí, cái tốt nhất chính là đến khu vực mà vẫn chưa nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ. Như vậy mới dễ phát hiện sự thật của vụ việc. Và thế là Colm hạ quyết tâm phải tham gia vào điều tra, đồng thời thuyết phục chủ trang trại cũ, Terry, tiếp tục làm quản lý trang trại, để tiện cho nhóm nghiên cứu nắm rõ tình trạng trang trại một cách nhanh nhất. Quả nhiên, không lâu sau khi nhóm nghiên cứu tiến vào trang trại, sáng sớm ngày 16 tháng 9 năm 1996, tiến sĩ Colm, người ngủ lại qua đêm trong chiếc xe kéo, đã ghi lại được hiện tượng siêu nhiên đầu tiên của mình. Khi đó, trước tiên ông ấy nhìn thấy trên một cái cây ở đầu phía tây trang trại có một ánh đèn cực sáng. Nó bay lượn vòng trên không trung hơn 10 phút. Tiếp theo đó, đột nhiên di chuyển xuống phía dưới và rồi không lâu sau thì biến mất trong chớp mắt, rồi trong chớp mắt lại quay lại. Tất cả mọi người quan sát nó vào thời điểm đó đều đồng ý rằng cách bay như thế này không thuộc công nghệ kỹ thuật hiện tại.
Không chỉ là UFO xuất hiện vào tháng 9, 1 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 11, nhóm nghiên cứu còn quan sát thấy ánh đèn sáng màu vàng. Tốc độ di chuyển của nó cực nhanh, nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào cả, và rồi biến mất ngay lập tức sau một vòng quay 360 độ như bông hoa. Vì phần lớn ánh sáng được xuất hiện trong chớp mắt, rồi lại biến mất trong chớp mắt, đến nỗi nhóm nghiên cứu không kịp chụp được ảnh. Nhưng sự kiện giết bò thì lại khác. Vào ngày 10 tháng 3 năm 1997, Terry đột nhiên gọi điện cho ông Combe. Hóa ra sáng sớm ngày hôm đó, anh ấy lại vừa mới phát hiện sự việc giết bò. Lúc đó, ông Combe đã lập tức đưa nhóm nghiên cứu đến hiện trường, và giờ ông phát hiện một con bò vừa mới bị cắt bỏ các chi, mà bốn chi bị cắt còn được xếp lại ngay ngắn ngay gần cơ thể của nó. Lúc đó Combe đã rất sốc. Ông lập tức kiểm tra vết thương và phát hiện ngoài bốn chi bị cắt ra thì mọi nội tạng trong cơ thể bò cũng bị cắt bỏ hết. Trọng điểm là tại hiện trường lại hoàn toàn không phát hiện ra được chút máu nào cả. Ông Combe thậm chí còn miêu tả trong sách rằng cứ giống như có người dùng máy hút bụi luồn vào cơ thể bò, hút hết sạch từng giọt máu của nó vậy. Lúc đó ai nấy đều quay sang nhìn nhau, không biết phải làm gì nữa. Tuy nhiên, giống như tình tiết trong phim vậy, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội nghiên cứu, ngày 25 tháng 8 năm 1997, đội nhóm lại có phát hiện đáng kinh ngạc. Họ dùng thiết bị đo ra được một nơi có hiện tượng rối loạn từ trường bất thường ở cuối phía tây nam của trang trại. Lúc đó, đội nhóm đã liên hệ ngay với nhà tài trợ và vận chuyển chiếc kính viễn vọng tiên tiến nhất lúc bấy giờ đến. Nó có chức năng quan sát vào ban đêm, tiện cho giám sát trang trại suốt 24 giờ một ngày. Nhưng liên tục trong nhiều ngày, đội nhóm không có bất cứ phát hiện mới nào cả. Cho đến khi Terry nhắc đến một việc, 3 năm trước, do các phương tiện truyền thông đưa tin, từng có một nam thanh niên lạ tới trang trại Skinwalker và xin phép Terry cho cậu ấy ngồi thiền trong trang trại. Lúc đó, Terry cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì và thế là đã đồng ý yêu cầu của anh ta. Không ngờ rằng, ngay sau khi anh ta thiền, trên trời đột nhiên đã xuất hiện UFO. Vì vậy Terry gợi ý, hay là mọi người có thể thử thiền xem sao. Điều khiến người ta kinh ngạc đó là, khi đội nhóm làm theo như vậy, người phụ trách theo dõi cảnh tượng đã nhìn thấy có động tĩnh. Ban đầu, người phụ trách quan sát nhìn thấy trên bầu trời có ánh sáng màu vàng, và rồi anh ta bèn gọi mọi người mau lại xem. Họ nhìn thấy ánh sáng ngày càng lớn, thậm chí còn dài đến một thước. Lúc này thì mọi người mới nhận ra thứ xuất hiện trước mặt họ không phải UFO mà là một đường hầm. Nó đang bay lơ lửng trên không trung, thậm chí còn đang khởi động. Đáng kinh ngạc hơn nữa là sau khi mọi người đang chăm chú quan sát đường hầm thì phát hiện có một sinh vật màu đen đang bò ra từ trong đường hầm. Đến cuối cùng, thậm chí còn nhảy một phát xuống rồi biến mất trong màn đêm. Và sự việc này là phần khiến tôi khó tin nhất trong cả cuốn sách. Bởi vì trong sách vốn không có bộ ảnh của sinh vật màu đen. Thế nhưng căn cứ theo cách nói của ông Combe, không phải là họ không công khai chứng cứ, mà là do chứng cứ đều đã nằm trong tay Lầu Năm Góc. Nhưng mọi người không cần phải lo lắng, bởi vì đúng 5 năm trước, kênh History rất nổi tiếng đã tổ chức một nhóm nghiên cứu mới nhất đến trang trại Skinwalker. Mà lần này thì Lầu Năm Góc vốn không can thiệp vào nhiều. Năm 2016, một người đàn ông cực giàu khác, Brandon Fugle, đã mua lại trang trại Skinwalker từ tay Robert. Lúc đó Brandon đã thề rằng nhất định phải điều tra ra mọi bí ẩn đằng sau trang trại Skinwalker bằng phương thức khoa học. Khác với trước kia, lần điều tra này của Brandon sẽ theo phương thức phim tài liệu để kịp thời thông báo cho mọi người những tiến triển mới nhất. Và rồi, cùng với sự điều tra của nhóm nghiên cứu, họ thật sự đã tìm thấy bức bích họa thần bí. Và căn cứ theo cách nói của các khoa học gia, bức bích họa này thực ra là hình chòm sao Thiên Long. Thật trùng hợp là trước kia chúng ta cũng từng nói đến, người thằn lằn chính là đến từ chòm sao Thiên Long. Chẳng có lẽ nào quái vật xuất hiện ở trang trại Skinwalker chính là người thằn lằn sao? Không chỉ là bích họa bí ẩn, khoa học gia còn liên tục chứng kiến UFO tại đây. Like a silver orb. Something happening here. Oh, yeah, there it was. Right there. Line into many bright lights. Wow. I think there may be 3 or 4. Điều đáng kinh ngạc nhất là khi khoa học gia dùng máy bay không người lái để quét bản đồ địa hình thì đã chụp được có thứ gì đó bí ẩn trên không trung. Điều này khiến cho một số người nghĩ liệu đây có phải chính là kết cấu màu cam mà lúc xưa gia đình Terry nhìn thấy hay không. Dù gì thì từ rất lâu trước kia đã có một cách nói, một số thiết bị điện tử như máy ảnh hay máy thu âm có thể ghi lại được những sự vật mà con người không thể nhìn thấy được. Đương nhiên, điều không thể phủ nhận là chúng ta không thể chắc chắn những hình mà kênh History quay lại đều là thật. Nhưng cùng với sự công chiếu trên kênh History, hiện giờ ngày càng có nhiều người đến trang trại Skinwalker mạo hiểm, và rồi ngày càng có nhiều người chụp được UFO. Thậm chí còn có người tuyên bố rằng họ đã quay lại được Skinwalker. Và trong số đó, dù cho chỉ có phát hiện của một người là thật thôi, cũng đã đủ để thay đổi thế giới. Trọng điểm là, năm xưa Lầu Năm Góc đích thực đã từng tham gia điều tra, cũng đích thực từng lục soát và mang tài liệu đi.
Nếu như tại trang trại Skinwalker không có bất cứ bí mật nào, thì tại sao Lửa Nóng Óc lại phải làm như vậy chứ? Không biết mọi người thì suy nghĩ thế nào? Bạn có tin trên thế giới này thật sự có duy độ khác? Và giữa những duy độ này phải có một đường thông hay không? Bạn có cho rằng liệu trang trại Skinwalker có lẽ nào chính là lối đi giữa các chiều không gian khác nhau? Hoan nghênh mọi người cùng thảo luận nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu muốn, các bạn có thể đăng ký để đón xem các video tiếp theo. Hoặc nếu còn thời gian, các bạn có thể xem thêm các video khác của channel này.